cư, thị trường trực tiếp với khách hàng, thị trường hai là với ngân hàng với nhau. Rồi họ họ có một cái kế hoạch nữa là cổ tức cổ phiếu là 25%, nhưng cái này không thay đổi như vậy. Wow, vốn điều lệ sẽ thành 14.450 tỷ. Đây là cái tiếp, chúng ta có những cái thông số quan trọng và được đặt rất sát đúng không? Sau khi chúng ta gần như là kết thúc quý một rồi. Nên chúng ta sẽ có ghi nhớ là ESOP đúng không? Là 5 triệu cổ phiếu. Và đây là giá 10. Năm ngoái thì như là cũng ESOP đúng không? Nhưng mà đâu đó chỉ có triệu triệu cổ thôi. Ở đây không thì nói đúng không? Như vậy là thiếu. Cho bây giờ là đang cập nhật nhiều hơn nhiều rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà thiếu 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 mà 5 triệu là mình nghĩ là khá nhiều hơn rồi. Khoảng 0,5% ngân hàng đúng không? 0,5%. Vậy là tốt. Còn nếu mà phát hành cùng trong đợt này thì lúc mà tỷ lên tỷ tư cổ phiếu thì chỗ này chỉ đáng khoảng gọi là 0,3 mấy thôi đúng không? Vậy là mình ghi tạm thế nhá, cho tròn số thôi. Tạm thế ra đây rồi, đây rồi, 70 triệu đúng không? 70 triệu. Như vậy là sẽ có một vụ gọi là phát hành riêng lẻ là 70 triệu. Trong trường hợp nó sẽ rồi đúng không? Thậm chí là có thể rung chạm 30% nếu như mà vụ ngân hàng có ngân hàng ngoại chạy vào mua. Có cổ đông ngoại. Ồ, như vậy họ dự kiến là sẽ được bổ sung thêm 3.000, gần 3.500 tỷ. Ồ, chưa hiểu tính từ gì ra cái này. Có 70 triệu, chẳng nghe là bàn ra 50. Hơi khó hiểu một chút cho cái này. Không ra đúng không? Dù sao thì cứ phan riêng lẻ liên tục đúng không? Theo gọi là giá trên sàn, thậm chí có thể lúc ấy giá trên sàn về sau đến cuối năm nó lên tận 29-50 là như thế thì tốt quá đúng không? Thế còn liên quan đến cái gọi là học thuật tính toán thì chúng ta sẽ có một cái chuyện như này đúng không? Chúng ta nhân với 80% chúng ta tính ra cái lợi nhuận thực tế như vậy là khoảng tầm 4.400 lãi sau thuế đúng không? Chúng ta quay về định giá đi đúng không? Ngày giờ phút này là chúng ta sẽ phải quay về định giá rồi. Cổ phiếu mình cập nhật lại hôm giữa đánh giá là 2475. Chúng ta có gọi là forward thực tế trong tương lai đúng không? Lãi lợi sau thuế 2021 F đúng không? F thì ở đây là forward tương lai là 4.400 đúng không? Mình đang nhìn thấy đây. Sao đây là 3.000 nhỉ? Còn nhớ sai. À hay là hôm nọ ghi nhầm. Có 3.500 thôi đúng không? Thế chắc hôm nọ là hôm mình đang ghi giữa đường đúng không? Thế thì ghi luôn này. Nọ chắc là không cái chỉnh theo cái bản các bạn. Rồi 16% rồi. Và nếu trong một cái điều kiện mình gọi là giả định rằng là chúng ta cần PE8 đi, đúng không? Gọi là cực kỳ thận trọng. 88 chúng ta cần PE8 nhá. 32. Rồi rồi rồi, gần đến 32. Wow, như vậy là giá mục tiêu đấy, đúng không? Chúng ta giả định rằng đúng không?
cực kỳ thận trọng luôn, nhưng mình thì mình ngoài đời thì hay chín cho chắc chắn. Dự kiến là như này đúng không? Thế còn theo như nếu mà giá PE8 đúng không, chúng ta lấy định định chuẩn PE8 thì sẽ ra cái vốn hóa đúng không, vốn hóa ở đây thì 35.000. Nếu mà căn cứ vào giá cổ phiếu của ngày hôm nay, của số lượng cổ phiếu hiện nay đúng không, 1095 quá gì đấy, rồi đúng không, thì chúng ta sẽ ra cái giá dự kiến mà chúng ta kỳ vọng đúng không? Được chưa nào? Đúng rồi, tất nhiên đây là rất thận trọng nhé. Ở đây là rất thận trọng P8 đúng không? Và chúng ta có một cái view rất là quan trọng cuối cùng là rất có thể sẽ vào VN10 đúng không? Giống như là TP Bank ra ngoài. Tất nhiên năm nay sẽ khó hơn bởi vì công ty lớn lên sàn gần đây rất nhiều, đổi sàn nữa, nhưng mà hoàn toàn có thể xảy ra đúng không, vì size này đã đủ rồi, lấy vốn hóa mà 35.000 tỷ là thừa. Với thứ hai là chúng ta sẽ để ý kỹ cái hiện tượng là quay quay tay đúng không, ta thanh khoản, bởi vì đến giờ thì gia đình ông Trịnh Văn Tuấn thì mới khoảng 20 mấy%, 21 hay 22 hoặc là như nào đấy, cộng thêm thằng Azura Bank thì chắc có thể lắm lên được khoảng 40-50, như vậy là cái free float đúng không, cái cổ tự do đấy theo mình hiểu là đang trên 50%. Do đó cái việc mà đạt cái điều kiện của VN10 là rất cao, nhưng mà vì ngân hàng mới lên sàn vào tháng 1 đúng không? 28 tháng 1, do đó thì cái kỳ đầu là kỳ xét duyệt từ từ hôm tháng 1 cho đến tháng 6 là sẽ chưa đạt, và họ sẽ công bố vào khoảng tầm tuần thứ ba của tháng 7 và vào VN10 vào tháng 8. Nhưng mà kỳ thứ hai đúng không, kỳ thứ hai là hoàn toàn có thể xảy ra đúng không? Kỳ thứ hai tức là kỳ từ tháng 7 đến tháng 12, thì năm ngoái mình nhớ là mang máng là Tiên Phong Bank lúc đầu là gì có thanh khoản đúng không, ngày dịch mấy chục ngàn, bỗng nhiên ở đây giao dịch mấy triệu đúng không? Do đó thì đây là một cái gợi mở về cái chuyện này, tất nhiên là ai thích thì vào đúng không, còn ai thích chăm chú đến game đây đúng không, tháng 7 tháng 8 nó có quá gì đâu đúng không, nhưng mà bất ngờ đến đến đây bắt đầu thanh khoản lên đúng không? Tháng 9 bắt đầu lên đúng không, đến đây bắt đầu thấy có cả 3 triệu 4 triệu đấy, rất kỳ quái, cuối cùng thì vào VN10 thật đúng không. Mà cái sai sai đến giờ của cái vốn hóa của Tiên Phong Bank thì giờ này cũng chỉ ngang phèo OCB thôi, và theo như mình đang nhìn thấy đây thì cái thanh khoản đến giờ của OCB là hoàn toàn là ngang với, là hoàn toàn có thể ngang phèo với Tiên Phong Bank đúng không, và chúng ta muốn xem đợt tới có vào hay không thì trong vòng tháng 7 tháng 8 tới, tức là hoặc là trong vòng cái tháng 7 tháng 9 gì đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là thanh khoản có tăng hay không. Mà lúc đấy một ngày 7-8 triệu nữa thì gần như là khả năng là đang có người làm đúng không? Chúng ta hy vọng là cũng như game nhỏ, còn ở đây thì kỳ vọng về đầu tư đúng không, phát hành 70 triệu cổ cơ mà, như vậy là không phải 31 triệu như lúc đầu đúng không, như vậy là tốt quá. Và nếu ví dụ giả sử lúc đấy giá khoảng 30, như vậy là thu về khoảng 2.000 tỷ, như vậy là tạm dư rất lớn, như vậy là chúng ta có quyền kỳ vọng ở OCB đúng không. Như vậy dù sao thì cũng ok rồi. Hôm nay chắc là mình sẽ dừng đây nhá, buổi tới sẽ có thể sẽ đánh giá một công ty trong lĩnh vực nông nghiệp nhá. Ok nhá.